Khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 1 đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe Ford 5 chỗ và xe bồn trên quốc lộ 5 đoạn gần khu công nghiệp Nomura thuộc quận An Dương, Hải Phòng. Theo đó, xe Ford 5 chỗ biển kiểm soát 15A04251 đang lưu thông cùng chiều với một chiếc xe bồn, đột ngột bật tín hiệu sang đường khiến xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 15R04120 không kịp phanh, gây va chạm. Sau cú đâm mạnh, xe Ford 5 chỗ xoay vòng trên đường, quay ngược đầu và bị nền chặt vào phía trái của xe bồn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.